Sáng nay, Cà Mau có 4.010 thí sinh đăng ký dự thi môn thi khoa học tự nhiên với 173 phòng thi. Trong đó có 3.864 thí sinh đăng ký dự thi cả bài thi. 99 thí sinh chỉ đăng ký dự thi môn thành phần hóa học và sinh học. 28 thí sinh chỉ đăng ký môn vật lý và hóa học. 16 thí sinh chỉ đăng ký môn vật lý. 2 thí sinh chỉ thi môn hóa học và 1 thí sinh chỉ đăng ký môn vật lý và sinh học. Báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, môn thi này vắng 37 thí sinh, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Mặc dù tại nhiều địa phương sáng nay có mưa lớn và mưa dầm suốt thời gian thi, nhưng kỳ thi vẫn diễn ra an toàn đúng thời gian quy định và quy chế thi. Kết thúc buổi thi sáng nay, đa số thí sinh đều với tâm lý thoải mái và tự tin với bài làm của mình. Đề thi cũng tương đối ổn. Dạ, em làm có 7,2, 7,4 ạ. Khoảng 6 hay 7 điểm gì đó chứ không cao lắm, nhưng mà cũng không phải là thấp. Môn sinh là em thấy là dễ nhất trong 3 môn. Một hình ảnh đẹp luôn được giữ gìn trong suốt những ngày qua là các bạn tình nguyện song hành và túc trực trước cổng trường để phát từng chai nước, hộp cơm cho các em học sinh khi có nhu cầu. Nếu nghe được là được kiểm định rồi nên em rất là an tâm khi nhận được những hộp cơm này. Và em cảm ơn mọi người đã cho những thí sinh mà cơm thế này, em rất là vui. Trước mắt là hỗ trợ các bạn về mặt nước suối, khăn lạnh và cũng như là các địa điểm mà ăn uống đã được các đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đã kiểm tra qua. Và tiếp theo là hướng dẫn các bạn là cái những bạn ở xa lên đây thi thì hướng dẫn các bạn là các nhà nghỉ giá rẻ khu vực phường 8 cũng như khu vực lân cận, ví dụ là ở phường 7, ở xã Lý Văn Lâm chẳng hạn. Trung bình thì một buổi trưa này thì thường các bạn chỉ ăn cơm khoảng buổi trưa thì em phát được khoảng 40 đến 50 suất cơm cho các bạn. Suất cơm này được phát miễn phí. Và nước thì một ngày em phát khoảng 10 lốc nước tương ứng với khoảng 240 chai. Nước suối là vận động của bên Gia Mai 2 Ngọc Anh, còn cơm là của chùa Phật Tổ ở Vườn Tư. Các bậc phụ huynh cũng đứng đợi con em mình ở trước các điểm thi, luôn với tâm lý hồi hộp, đợi chờ sau mỗi buổi thi kết thúc. Em giáo thì cũng vẫn lo cho con của mình, nhưng cái kết quả và cái học tập của nó giờ kỳ thi này, rồi kỳ thi năm ngoái thì mình so sánh lại thì mình cũng hơi sợ sợ cho con. Thì năm ngoái nó có nhiều cái chương trình của cái đề thi nó bị sơ xuất ở các tỉnh ngoài cho nên mình rất sợ chứ. Thì tất cả không phải mình anh tôi mà tất cả các thí sinh nó đang thi thì gia đình chắc cũng đều như vậy thôi, chỉ mong muốn làm sao mà cho công bằng và hiệu quả.